Nếu như anh em đang muốn tìm một chiếc mic pro có chất lượng thu âm tốt thì hãy xem qua con NZXT Capsule này. Chúng ta sẽ có một chiếc mic pro thiết kế hoàn toàn bằng kim loại cực kỳ chắc chắn và sang trọng. Ở đây nó tối giản đến mức chỉ có hai nút mà thôi. Đây sẽ là một nút để điều chỉnh âm lượng micro, hoặc là các bạn có thể nhấn vào để kiểu là mute mic đó. Dưới đây sẽ là một cái núm để điều chỉnh âm lượng của tai phone khi mà chúng ta cắm vào. Và sau đây nè là có một cái nút để anh em có thể tháo nó ra khỏi cái chân, rất là dễ, chỉ việc bấm nút kéo nó ra như thế này mà thôi. Con này á, nó chỉ có một chế độ, đó chính là thu định hướng phía trước như thế này, và nhưng mà bù lại thì chất lượng của nó rất là ok. Thử nhé. Chiếc mic của chúng ta sử dụng cổng kết nối Type-C và rất là đơn giản, chỉ việc cắm cái cổng Type-C vào đây và cổng còn lại cắm vào máy tính là các bạn có thể sử dụng ngay được liền luôn như thế này chẳng hạn. Đây, khi mà cắm lên thì chúng ta sẽ có một cái vòng LED ở đây để hiển thị là đã kết nối chưa. Khi mà màu đỏ tức là các bạn đang tắt tiếng. Còn bây giờ thì đây là giọng của mình khi mà thu trực tiếp qua chiếc mic này. Anh em thấy như thế nào về chất lượng âm thanh này? Mình nghĩ là nó rất là tốt cho những anh em nào đang muốn làm phòng thu âm chẳng hạn, là thu âm nhạc cụ này, làm podcast này vân vân. Sử dụng chiếc mic này vẫn rất là ok.